Thính Nga thân mến, chào quý khán thính giả đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn sáng Chủ nhật 18 tháng 3 2012. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự do Minh Thúy trình bày. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Bản tin phân tích thời sự thế giới kỳ này được mở đầu bằng tin tại Bắc Phi. Mời quý vị theo dõi những khó khăn tại Yemen. Tương lai Yemen vẫn còn mờ mịt. Tổng thống Ali Saleh cai trị Yemen suốt 34 năm, đã trao quyền cho người kế vị Abed Hadi hôm 25 tây tháng 2 và dự trừ lưu vong tại Ethiopia. Phó Tổng thống Hadi là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống. Nhờ Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, dàn xếp cho Saleh ra đi mà miễn truy tố. Tân Tổng thống Hadi, cựu sĩ quan quân đội, có trọng trách mang lại ổn định và phát triển trong xã hội hỗn loạn, với các mục tiêu rất mơ hồ. Mùa xuân Ả Rập đã nâng cao vai trò Hồi giáo trong công cuộc trị quốc làm suy yếu nguồn máy hành chánh, an ninh và quân đội, nên bị tổ chức Al-Qaeda tại vùng vịnh và các phiến quân lấn chiếm một số lãnh thổ ở miền Bắc và miền Nam. Đáp ứng đòi hỏi cải tổ quân độ của người biểu tình tại 18 trong 21 tỉnh, nên hôm 1 tháng 3, Tổng thống Hadi đã cách chức tư lệnh miền Nam, tướng Ahmed Aquila, tay chân của Saleh, đồng thời bổ nhiệm tân thống đốc và cảnh sát trưởng cho miền Nam, Aden. Con trai Saleh là Ahmed Ali đã chỉ huy vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ và cháu họ Yahya cầm đầu lực lượng an ninh rất cần trong cuộc chiến dịch chống khủng bố quốc tế mà Hoa Kỳ và Saudi theo đuổi. Việc thanh trừ các sĩ quan cao cấp có thể tạo ra một vụ tranh chấp quyền lực, làm suy yếu quân đội vốn đã bị chia rẽ thành hai phe chống và ủng hộ Saleh. Yemen rồi cũng sẽ rơi vào cảnh xáo trộn, dai dẳng như từng diễn ra tại Libya, Ai Cập sau mùa xuân Ả Rập. Và kế tiếp, Minh Thúy xin mời quý vị đến vùng đất bạo động, tôn giáo tại Nigeria. Chính quyền Abuja lưỡng đầu thọ địch. Nigeria có 160 triệu dân, đông nhất và sản xuất dầu hỏa nhiều nhất tại châu Phi. Có miền Bắc theo Hồi giáo, miền Nam theo đạo Cơ Đốc. Nhằm tránh xung đột, nên hiến pháp quy định nhiệm kỳ tổng thống sẽ được luân chuyển và đại diện cho hai miền, Nam và Bắc. Nigeria đối diện với hai vấn đề gay gắt, rất khó thỏa hiệp từ năm 2009. Nhóm Hồi giáo Boko Haram ở miền Đông Bắc khởi động cuộc chiến đòi thành lập một quốc gia Hồi giáo ở miền Bắc, làm chết 1.000 người. Boko Haram đánh bom tự sát vào tổng hành dinh của Liên Hiệp Quốc tại thủ đô Abuja hồi tháng 8 năm 2011, làm chết 25 người. Boko Haram cũng điều hợp các vụ đánh bom, bắn phá tại Kano, thành phố lớn thứ nhì tại Nigeria, làm thiệt mạng 185 người hồi tháng 1 năm 2012. Từ đó, Boko Haram thực hiện các vụ tấn công nhỏ nhằm vào các đồn và trạm cảnh sát. Mặt trận giải phóng châu thổ tại Niger ở miền Nam chống lại chính quyền Abuja đã không phân bố lợi tức đồng đều, tấn công các công ty dầu hỏa đa quốc. Các nhóm dân quân vũ trang tại đây sớm đánh, tối đầu, làm ảnh hưởng tới sự ổn định và phát triển nền kinh tế. Nigeria vốn lệ thuộc phần lớn vào dầu hỏa. Viên chức chính quyền Abuja giấu tên cho biết Boko Haram đã cử người trung gian đưa điều kiện ngưng bắn 3 tháng với chính quyền, bao gồm việc trả tự do cho toàn bộ dân quân bị giam giữ và chấm dứt việc bắt bớ. Abuja cho biết đang nghiên cứu các điều kiện của Boko Haram. Nhóm Boko Haram có nhiều nhánh khác nhau, nên chính quyền chỉ nói chuyện với phe đông nhất do Abubakar Shara chỉ huy đầu năm ngoái. Boko Haram bỏ đàm phán với chính phủ Abuja, đòi giải giới trong thỏa ước hòa bình và buộc phải tham gia các chương trình ân xá. Chính quyền Abuja khó thỏa mãn các điều kiện của Boko Haram và phong trào giải phóng châu thổ Niger, nên giải pháp ổn định
để phát triển của Nigeria rất mơ hồ. Quý vị vừa theo dõi phần bản tin phân tích thời sự thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.